Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay bên nhà em lại về thêm rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Hôm nay thì về thêm được một số những cái mẫu lô bếp từ nội địa Nhật, bếp ga nội địa Nhật. Hôm nay em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Và rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm bên em. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đó thì bên nhà em cập nhật rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm chất lượng cho các bác. Không để các bác chờ lâu nữa, bên em xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm bên nhà em luôn nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác một số những cái dòng mắt kính thời trang, kính lão. Đấy, hôm nay thì về thêm cho các bác được một cái dòng Solex mới. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. Đó, thì đầu tiên trong cái video ngày hôm nay xin giới thiệu cho các bác đó là không thể thiếu, đó là cái kính lão hoặc kính cận. Cái dòng kính lão hoặc kính cận này thì nó sẽ rất là nhìn nó rất là sẽ là sáng và hàng này rất là xịn sò luôn. Các bác nhận hàng rồi thì các bác đánh giá rất là tốt ở cái sản phẩm này các bác nhé. Dòng này thì hàng của Berlin của Germany của Đức này, hàng của Berlin Germany của Đức, hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn đấy. Và con này của nhà em thì các bác yên tâm một điều, đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Nhà em thì có rất là nhiều những cái size số và những cái màu sắc này. Đó thì nếu mà các bác không chọn màu thì bên nhà em sẽ nhập cho các bác là màu ngẫu nhiên nhé. Đó, còn ở đây thì sẽ có cho các bác đó là 0,5 này, 0,75, 1,5, 1,25, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75 và đến cao nhất là 4 độ. Đó là dòng kính lão kính cận. Cái dòng kính lão kính cận nhà em này có một cái đặc điểm nhận diện đấy. Các bác nhìn kỹ ở đây, nhìn kỹ mờ, nó mờ trong này này. Thì nó có sẽ có chữ Germany và cái sâu số kính của nó. Đấy, thì nó hơi mờ vì nó in chìm bên trong. Đấy là hàng chính hãng. Còn những cái hàng nhái thì nó sẽ không có nhé. Hàng nhái nó sẽ không có. Và hàng này thì cực kỳ chất lượng luôn. Đây, khung gọng của nó này, tất cả của nó đều như nhau. Tất cả đều có chữ ẩn Made in Germany bên trong. Nhưng mà các bác phải để ý kỹ thì các bác mới nhìn thấy. Đấy, các bác phải để ý kỹ thì các bác mới nhìn thấy nó nằm bên trong trong cái mặt kính này nhé. Đó, thì cái dòng kính lão, kính lão này, đấy, kính tuổi này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 250.000 đồng nhé. 250k và bên nhà em bao gồm luôn cả cái phí ship cho các bác luôn. Đó, nên là các bác cứ yên tâm. Đây, em lên mã cứ dán giá vào đây luôn cho các bác dễ nhận diện nhé. 250k và bên nhà em bao ship. Các bác lên cho em mã này 250k. Bao ship kính lão kính tuổi đấy, thì đều có thể sử dụng thoải mái luôn, hàng đẹp xịn sò nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà mới về thêm đó là một cái dòng mẫu kính này. Kính rất là đẹp, rất là xịn sò luôn. Một con kính này thì nó sẽ là mặt của nó chống chảy xước, mặt của nó chống chảy xước các nhé. Hàng bên đằng sau này, khung của nó này rất là đẹp luôn, rất là thanh cảnh luôn. Hàng này thì của nó là Marin Jacquet này. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò luôn. Đấy. Xịn sò và rất là đẹp. Một dòng mắt kính thời trang. Đấy, các bác đi nắng, các bác ngồi trên ô tô, các bác cũng không sợ bị mỏi mắt các thứ nữa đâu. Hàng này rất là chất lượng luôn nhé. Các bác lên cho em cái mã này là mã D95. D95, mã kính D95. Hàng đẹp luôn này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 350.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. D95 Marian Phạc này. D95. Các bác lên cho em mã này là mã D95 này. 350k. 350.000 đồng cái mã D95 này, hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra đúng cái mã nhà em quảng cáo luôn thì là chúng ta mới thanh toán. D95 350.000 đồng. Một cái con tiếp theo. Một cái mã con này thì hàng thương hiệu của nó là Dita. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn này. Rất là xịn sò này. Các bác về các bác lau, các bác sử dụng rất là ok luôn. Đó. Khung gọng của nó này. Thương hiệu Dita. Nuột nà luôn. Nuột nà và xịn sò luôn. Hàng của Italy. Hàng của Italy này. Chất lượng luôn nhé các bác nhé. Hàng này thì cực kỳ chất lượng luôn. Riêng hàng nhà em thì các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé.
Đây. Rất là chất lượng luôn. Các bác lên cho em mã này là mã D D96. D96. Con này thì giá của nó sẽ là 250k thôi. D96. 250k. Và mã này bên nhà em bao gồm phí ship nhé. Mã này bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. D96 250.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một cái sản phẩm tiếp một con Solex này. Em sẽ giới thiệu luôn hai loại luôn nhé. Thì để em lên mã cho nó dễ. Hàng này của nó là cũng là hàng mới xịn sò luôn. Đấy. Đẹp luôn này. Hàng đẹp luôn này. Đẹp không tì vết luôn. Con này thì nó là mạ vàng 14K. Nó là mạ vàng 14K này. Solex này. Famicom của Pháp. Đấy. Hàng khi bác nhận hàng nhé, đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đấy, Solex. Hàng đẹp xịn sò luôn. Famicom của Pháp. Hàng này mạ vàng 14K. 14K. Con này thì khi các bác mua hàng thì được sẽ được tặng kèm theo đó là một cái bao da. Đấy, bao da cũng là của Solex luôn. Bao da cũng là của Solex luôn. Hàng xịn sò. Con này các bác lên cho em mã này là D97. D97 nhé. D97 700k với bên em bao ship. D97 700k. Bao ship. Bao ship mạ vàng 14k có nhé. Hàng có bao da của Solex luôn, hàng xịn sò luôn nhé. D97 700.000 đồng bao ship này. Còn đây, một cái mã nữa, nó hai mã, cái dòng này nó hai mã. Đấy, mắt của nó khác nhé. Mắt của nó khác. Con này cũng là của Solex, con này cũng là Famicom. Con này cũng mạ vàng 14K. Đều là mạ vàng 14K. Hàng của Famicom luôn nhé. Cực kỳ xịn. Cực kỳ xịn luôn, Solex. Mắt kính đẹp luôn. Đấy. Đúng hàng như nhà em quảng cáo luôn. Đúng hàng như nhà em quảng cáo luôn này. Con này thì cũng tặng kèm theo đó là bao da cho các bác luôn này. Cũng tặng kèm theo đó là bao da cho các bác luôn. Solex. Con Solex này thì giá của nó sẽ là 700k nhé. Cái dòng này là hàng xách tay nhé. Hàng xách tay nên là giá của nó cực kỳ tốt luôn. Hàng xách tay giá cực kỳ tốt luôn. Hàng về số lượng thì thực sự với các bác luôn là nó không có nhiều. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã D98 700k. D98 700.000 đồng bao ship. Số lượng của nó có hạn nhé. Đây mỗi con này nó chỉ còn có hai cái thôi ở trong thùng khui ra. Đấy, số lượng của nó không có nhiều đâu các bạn. Số lượng của nó không có nhiều đâu. Một con tiếp theo, một con kính của Ray-Ban. Con này thì còn cả vỏ hộp này luôn này. Đấy, trước kia thì lúc đầu tiên thì nó chỉ có kính thôi. Đợt sau này tìm thấy cả vỏ hộp. Con này thì của nó sẽ có cho các bác đó là đầu tiên nó là sách. Trong này có đầy đủ giấy tờ. Đầy đủ giấy tờ. Bao da. Đấy, hàng của Ray-Ban. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Ray-Ban. Khung gọng rất là chắc chắn, hàng rất là đẹp. Con này đây. Made in Italy. Made in Italy. Hàng nét luôn. Hàng cực nét cực xịn. Hàng cực nét cực xịn luôn nhé. Đó. Một con kính của thương hiệu Solex. Có bao da nhé. Đầy đủ bao da cho các bác luôn. Đó. Đầy đủ bao da. Con này thì có cả vỏ hộp ngoài này. Có cả giẻ lau này. Nguyên đai nguyên kiện xịn sò luôn.
Mã này là mã D99. Mã D99. Hàng này là hàng VIP nhé. Hàng VIP luôn. D99. D99 này. Giá của nó sẽ là 700k và bên nhà em bao gồm phí ship. D99 700k bao ship, mã D99 còn hộp luôn, có bao da. Một con tiếp theo, con này thì siêu cấp VIP Pro rồi. Đấy, siêu cấp VIP Pro còn một con duy nhất. Nó sẽ có cho các bác đó là đầy đủ này, em hôm qua em bóc ra rồi. Này. Còn nguyên bao, nguyên đai, nguyên kiện. Có cả bao da, có cả bao vải cho các bác luôn. Đấy, có rẻ lau kính này. Có bao vải để các bác đựng kính này. Đầy đủ, nói chung là gọi là đầy đủ cho các bác luôn. Trong hộp, nó nằm trong hộp này. Hàng VIP luôn nhé. Con này hàng VIP luôn này. Các bác thấy có thể bẻ cong này, nên là các bác không sợ bị va đập các thứ đâu. Đấy, hàng này thì các bác về sử dụng rất là tốt, rất là bền, rất là đẹp. Khung viền của nó này. Khung viền của nó này. VN này. Con này thì Louis hàng của Italy, made in Italy. Đấy, thương hiệu Louis này. Đẹp chất lượng xịn sò luôn. Đẹp chất lượng và xịn sò luôn nhé. Nhận hàng nhà em thì riêng cái dòng kính này các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé. Đấy, đúng như nhà em quảng cáo luôn. Nó đúng như nhà em quảng cáo luôn. Và con này bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 950k. 950k và bên nhà em bao gồm phí ship luôn. Hàng nguyên hộp này. Hàng nguyên hộp này. Louis. Mã này là mã 100. D100. D100 950k bao ship toàn quốc, hàng của Italy, hàng cực kỳ chất lượng luôn, thương hiệu Louis, hàng còn mới nhé, nguyên hộp, nguyên hộp và tất cả đầy đủ luôn này. Đấy, khi các bác nhận hàng nó sẽ đầy đủ như thế này luôn. 950k, 950k bao ship con kính của Louis. Một cái mã tiếp theo xịn sò chưa, các bác có thể nhìn thấy kính con này đổi được màu nhé, con này đổi màu, riêng con này cũng đổi màu. Hàng này thì nó là hàng đây, hàng của USA này, hàng Mỹ này. Đấy. Các bác yên tâm nhé, hàng nhà em là cứ đúng như quảng cáo, nhà em quảng cáo như trên video như nào thì khi các bác nhận hàng là nó sẽ đúng như vậy. Là nó sẽ đúng như vậy. Ngoài ra thì đợt này ấy, con này sẽ được tặng kèm theo cho các bác, đó là một cái bao da ngẫu nhiên nhé. Có khi là bao da như thế này. Đấy, nhưng mà có khi bao da như này. Tại vì hôm nọ em về ấy, đấy, hôm nọ em về thì em trong thùng ấy, thì mình cũng em không kiểm tra đâu. Thì đợt đầu bán được rất là nhiều những cái lô kính. Mấy cái lô kính này thì là đầu tiên nó không có bao da. Đầu tiên nó sẽ không có bao da. Thì bây giờ thì tìm ở dưới đáy thùng thì nó sẽ còn rất là nhiều. Đấy, nên là sẽ tặng kèm theo các bác cái này có bao da luôn. Thì bao da của nó sẽ là ngẫu nhiên nhé, chứ không phải là bổ là bao da của Solex hay là bao da của dây ban. Nhưng nó sẽ có bao da. Đây ví dụ em, để em ví dụ cho các bác. Để em bỏ tạm cái kính ra. Đấy, nó sẽ có cái bao da như này. Để các bác đặt vào. Đấy, thì là nó sẽ có. Thì là nó sẽ có nhé. Đấy, thì các bác thông cảm nhất là cái vỏ ngoài này của nó là khác. Còn bên trong của nó thì là sẽ khác. Đó, thì đợt này nó dư thì em tặng kèm các bác luôn. Tại vì cái hàng này nó là hàng cao cấp. Những cái dòng hàng cao cấp thì mới được tặng nhé. Con này thì mạ vàng của nó là mạ vàng 18K này. Mạ vàng 18K. Đợt này sẽ tặng kèm thêm cho các bác luôn. Đó là vỏ bao da luôn. Đấy, đợt này sẽ tặng kèm thêm các bác đó và vỏ bao da. Hàng đẹp. Mạ vàng 18K. 1/25. Các bác lên cho em mã này là mã 101. 101 nhé. Nhưng mà các bác đặt cái kính này thì các bác nhắc nhớ nhắc em là nhớ tặng kèm bao da nhé, không để đến lúc mà em lại quên ấy. Thì là kiểu là nhân viên nó chưa quen ấy thì nó lại quên, thì các bác nhớ để em còn ghi vào hóa đơn. Mã D101.
D101 700k bao ship. Hàng này số lượng hình như còn một con hay hai con thôi. Đấy, các bác nhanh tay. Đấy, D101 700.000 đồng bao ship. Một con tiếp theo. Một con kính của Louis nữa. Con này thì xịn xò luôn, cũng xịn xò luôn này. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn đây, các bác có thể nhìn thấy. Kính này chống xước, chống các thứ cực kỳ tốt luôn. Đi nắng đi mưa các bác đi thoải mái. Đẹp. Phải nói là đẹp. Louis này. Con này thì hàng của Louis Italy. Louis Italy này. Cái mã kính này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 370.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã D102. Con Louis này. Đấy, khi các bác nhận hàng nhé là đúng như nhà em quảng cáo luôn, hàng chất lượng luôn. Đấy. D102. D102 370k bao ship. D102 370.000 đồng và bên em bao ship mã D102 này. Một con tiếp theo. Con này kính trong Army. Army. Chất lượng luôn nhé. Army cực kỳ chất lượng luôn. Con Army này thì nó là hàng của Italy. Ba trăm năm mươi k nhé. Các bác lên cho em mã này là mã D103. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn nhé. Các bác đeo cái này phối đồ rất là dễ luôn. D103 350k bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. D103 350k bao ship toàn quốc. Một cái mã tiếp theo. Một con kính này. Đấy, con này thì số lượng còn hai con này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng này thì hàng của American Optica USA. Đúng như nhà em quảng cáo. Đúng như nhà em quảng cáo luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn. Một điều đó là kiểm tra hàng nhé. Kiểm tra hàng thoải mái. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Khung thép, khung của nó rất là chắc chắn, bền, đẹp. Mềm dẻo luôn. Chắc chắn, bền, đẹp và mềm dẻo. Mềm dẻo. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã D104. D104 350k. D104 350.000 đồng nhé. D104 350.000 đồng. Và bên nhà em bao ship luôn. D104 350k bao ship. Một con mã tiếp theo. Một con Gucci. Hàng này cũng rất là nét nuột. Hàng này cũng rất là nét và nuột này. Đó. Xịn sò. Nét luật và xịn sò luôn. Con này Gucci này. Đây. Italy. Đẹp, chất lượng. Hàng đẹp và chất lượng luôn. Con này thì giá đợt này đang sale.
Giá này đợt này em đang sale cho các bác luôn. Mã D105. D105 này. Hai trăm năm mươi k và bên nhà em bao ship cho các bác mã D105 này nhé. D105 250.000 đồng và bên nhà em bao ship mã D105. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé các bác nhé. Một con tiếp theo đây, một con cũng Gucci nhưng mà kiểu dáng mắt của nó khác, kính chống trầy xước cực đẹp luôn nhé. Gọng của nó, tất cả gọng của nó đều mềm dẻo, dễ sử dụng. Hàng này sử dụng rất là ngon luôn. Hàng của Italy nhé. Cái dòng này hàng của Italy này. Các bác lên cho em mã này là mã D10. Nãy là bao nhiêu rồi nhỉ? Các bác lên cho em mã này mã D108. D108 nhé. D108 250k. Vẫn bao ship nhé, xa le cho bác nhưng vẫn bao ship cho bác đàng hoàng luôn. D108 250k bao ship. Một con VN. Con này Louis. Thoải mái luôn, xịn sò. Khung kính của nó này. Hàng của Louis. Các bác lên cho em mã này là mã D109. D109. Cũng xa le cho bác với giá 250k luôn. D109 250k bao ship. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một dòng mic Mỹ. Hàng nguyên siêu luôn nhé. Khi các bác đến tay các bác là hàng nguyên siêu luôn, các bác bóc siêu luôn. Đó. Hàng này này 100% này, made in USA này. Chất lượng thì xịn sò luôn rồi. Đây. Còn con này em đã bóc sẵn cho các bác rồi. Nó sẽ gồm có cho chúng ta đây. Một cái dây mic này. Một cái mic này. Dây của nó này. Đấy. Hàng này thì hai đầu, dây hai đầu. Các bác về các bác cắm vào đây. Đấy, các bác cắm đúng cái rãnh của nó nhé. Khi mà shipper giao hàng ấy thì các bác bảo shipper đợi một chút rồi các bác nghe thử cho em luôn. Đấy, các bác nghe thử cho em luôn này. Một mic một dây này. Hàng của USA. Các bác cứ bóc siêu ra cho em để các bác kiểm tra thoải mái luôn nhé. Đấy, hàng của Marine USA này, hàng của Mỹ này. Một cái dòng mic dây như thế này, bên nhà em đang có mức giá của nó là 290.000 đồng. Và bên nhà em bao ship hàng của Mỹ này, Marine USA của Mỹ. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác yên tâm là nhà em nó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới thanh toán. Đó, nên là không phải sợ lo lắng gì cả đâu. Nên là các bác cứ yên tâm. Mic Mỹ nhé. Ở đây thì nó lại khác này. Cái công tắc bật tắt của nó sẽ nằm ở giữa này. Đây các bác vặn ở đây. Đấy, chứ không phải như bình thường là các bác gạt ở đây, nhưng con mic Mỹ của nó khác. Hát karaoke rất là tuyệt vời. 290.000 đồng bao ship nhé. 290k bao ship mic Mỹ. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng đèn pin này. Đèn pin đi biển này, con này chịu nước cực kỳ tốt luôn. Cái dòng này nó chịu nước cực kỳ tốt luôn. Con này thương hiệu của nó là Gento Tokyo Japan. Hàng này chỉ số chống nước IP66. Hàng xịn luôn. Có nắp đậy. Chất lượng. Đẹp, xịn sò. Bật đèn các thứ rất ok luôn.
Đấy, con này tí nữa phải đẻ ra để nạp pin trước khi gửi cho các bác. Rất là sáng luôn nhé. Đấy. Con này thì nó có cả dây đeo cho các bác luôn. Dây đeo này. Riêng cái dòng Gento Tokyo Japan này thì nó sẽ có cả đầy đủ cả củ sạc, cả bộ sạc như thế này. Đầy đủ cả bộ sạc như thế này cho các bác. Và mức giá của nó thì bên nhà em đang có mức giá cực kỳ ưu đãi. Một con đèn đây, pha của nó đây, nguyên đai nguyên kiện. Ở cái thân này nó kín, ở thân này nó kín. Các bác chỉ cần việc đậy chặt cái này lại thôi là nước nó sẽ không vào được. 350k bao ship. Bao ship toàn quốc. Đèn pin. Đèn pin này. 350k bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Đấy, Gento Tokyo Japan. Đèn pin siêu sáng. Hàng nội địa Nhật. Một mã tiếp này. Một con đèn pin 3 chân. Con này cũng rất là sáng. Con này cũng rất là sáng này. Đấy. Nhưng mà thời gian sử dụng pin của con này thì nó chỉ tầm 4 đến 5 tiếng thôi, 4 đến 6 tiếng. Nhưng con này từ 6 đến 8 tiếng cơ. Đấy, hai con nó khác nhau một chút. Nên là con này giá nó sẽ rẻ hơn một chút nhé. À, con này 3 chân. Hàng của nội địa Nhật. Giá 300. Giá 300k. Hàng của Made in Japan này. 300k bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã đèn pin 3 chân nhé. Đèn pin 3 chân. Nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm một điều, cứ kiểm tra hàng thoải mái luôn. Kiểm tra hàng thoải mái, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới thanh toán. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đèn pin 3 chân. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng máy sấy tóc. Con này thì thương hiệu của Toshiba. Hàng con này nó là hàng nội địa Nhật nhé, Made in Japan này. Công suất của nó là 1200W, sử dụng nguồn điện là nguồn điện 220V. Hàng này thì hàng của Toshiba. Và các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn. Cái dòng cái đế này là các bác treo lên tường này. Các bác cái đế này các bác treo lên tường cho em này. Đấy, gắn vào tường. Rồi các bác đặt cái này lên. Gắn vào tường này, gắn vào tủ quần áo này, các bác, ví dụ những cái tủ trang điểm ấy. Các bác khi tắm rửa xong, gội đầu xong, các bác ngồi bàn trang điểm, các bác sấy tóc. Đấy, chị em phụ nữ đấy. Còn anh em cánh đàn ông chúng ta thì ngồi đâu cũng được. Đấy, thì ngồi nhờ chị em phụ nữ thôi. Đấy, con này thì hàng đẹp luôn. 220V nhé. Công suất của nó cũng rất là ok, ổn định. Chạy tốt, hàng đẹp, rất là khỏe luôn. Giá của con này thì đang có mức giá cực kỳ mềm luôn. Đợt này đang trợ giá cho các bác luôn nhé. 300k vào bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã máy sấy tóc nội địa Nhật. Máy sấy tóc nội địa Nhật Toshiba. 300k và bên em bao phí ship cho các bác. Đấy. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba, hàng nội địa Nhật Made in Japan. Xịn sò. Một cái mã tiếp theo. Một con đèn năng lượng mặt trời đường này. Con này thì nó có cả điều khiển nhé, để các bác đứng dưới các bác có thể điều khiển được thoải mái. Con này thì mùa đông các bác cũng không sợ là nó nhanh hết pin đâu. Tại vì nếu mà các bác không có người đứng dưới, không có người đi qua ấy, thì độ sáng của nó chỉ giảm, nó sẽ giảm tự động giảm xuống 50%. Còn nếu mà có người đi qua hay đứng dưới thì nó sẽ tự tăng độ sáng lên 100%, nên là nó rất là bền luôn. Công suất 120W. 1 2 3 4 5 6 mắt đèn. 6 mắt đèn. Đấy, trời nắng các bác tự sạc. Con này thì các bác về làm thêm cái ống sắt các bác lắp ở đằng sau này và các bác treo nó lên là được. Đấy, kích thước của nó nhé. Tổng chiều dài của con này là 63 cm. Chiều ngang của nó sẽ là 24,5. Công suất 1000 một con này, công suất 120W. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, bảo hành cho bác 1 năm. Đấy, lỗi đổi mới. Bảo hành cho bác 1 năm lỗi đổi mới bên nhà em luôn. Con này thì nếu mà các bác muốn thay pin thì các bác tháo ốc này ra, nhưng mà các bác sử dụng khoảng 5-7 năm thì các bác mới có thể thay. Đấy là thực tế. Giá của con này sẽ là 520.000 đồng. Giá của nó sẽ là 520k. Và cái mức giá này đã được bao phí ship rồi. Và cái mức giá này đã được bao gồm phí ship rồi nhá. Nên là các bác cứ yên tâm, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái bên nhà em luôn. Bao cho các bác, thứ nhất là khi nhận hàng không bể vỡ. Đấy, bể vỡ thì các bác không nhận. Đấy, thứ hai là bảo hành cho các bác cực kỳ bền luôn và cực kỳ yên tâm. Đèn tấm cái này các bác lên cho em mã này, mã đèn năng lượng mặt trời đường nhé. Đèn năng lượng mặt trời đường 520.000 đồng và bên nhà em bao phí ship nhé.
Đấy. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với số hotline bên nhà em đang ở góc màn hình đây nhé. Đấy, quý các bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bơm 2T bơm dẫn chân, hàng nội địa Nhật, Stanley Made in Japan, đẹp xịn sò luôn nhé. Các bác bơm xe máy, bơm xe đạp, bơm ô tô đều được. Con này thì hàng mới nguyên hộp, hàng mới nguyên hộp luôn, Stanley luôn. Đấy, xịn sò. Nhận hàng các bác cứ mở ra xong là các bác bơm luôn. Xì hơi của xe máy của shipper đi các bác bơm lên là được, cho nó dễ. Đấy, hàng của Stanley, hai ống ti cực kỳ chắc khỏe luôn. Khung của nó này, khung gầm của nó này. Đấy, dây của nó là dây chịu áp lực nhé, dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn, dây chịu lực. Đấy, còn đây là cái đầu van của nó. Ở đây thì nó có những cái bơm bóng với bơm sơ cua, hàng đẹp luôn nhé. Đấy, để các bác bơm, các bác dẫn bằng chân. Đấy, các bác bơm, các bác dẫn bằng chân. Xịn, xịn sò chất lượng. Bơm 2T bơm dẫn chân. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng và bên nhà em bao ship. Bơm 2T bơm dẫn chân, 200.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, một combo hộp đựng thực phẩm. Cái dòng này thì nó còn có thể dùng được cho cả lò vi sóng này các bác này, nên là rất là tiện lợi nhé. Ở đây gồm có, nó sẽ gồm có cho các bác đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái hộp. Và nó là 1, 2, 3, 4, 5 loại. Đấy. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết của nó này. Nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 3 cái dung tích 300ml, 2 cái 600, 1 cái 900, 1 cái 1350 và cái cuối cùng của nó là 2200 là cái to nhất. Nắp nhựa của nó là nắp mềm dẻo. Nắp mềm dẻo này, khi các bác đặt vào nó hút rất là kín này, nó rất là kín đáo. Nên là các bác ví dụ các bác đựng mít, đựng sầu riêng mà các bác để trong tủ lạnh thì nó sẽ không bị mùi. Đó, hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã combo hộp đựng thực phẩm. Đấy, 8 món và 5 chi tiết. Xịn. Đầy đủ luôn nhé các bác nhé. Mua con này thì có to có bé, đầy đủ các loại để các bác về các bác có thể sử dụng luôn. Mà giá của nó thì lại rất là mềm. Giá của nó chỉ có 280.000 đồng thôi. Giá của nó chỉ có 280.000 đồng và bên nhà em bao ship 280k bao ship cho các bác cái mã combo hộp này. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng bếp ga nội địa Nhật. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Osaka Ga. Osaka Ga nhé các bác nhé. Mặt kính phun chức năng. Quên chưa mở ga. Quên lại chưa mở ga. Đấy, mở ga cái bật lên luôn. Mở ga cái bật lên luôn. Hàng đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp luôn nha các bác nhé. Kích thước của con bếp này 59 nhân với một chiều của nó là 42. Chiều sâu của con bếp này nó là 18cm. Hàng ok nhé. Con này có chế độ giữ 3 giây này. Đấy, giữ 3 giây. Đó, rất là xịn sò luôn. Con này thì thực ra là các bác phải biết dùng cơ thì cái chế độ 3 giây này nó mới hoạt động hiệu quả được. Còn bên này thì các bác có thể chế độ nấu cơm này. Đấy, chế độ nấu cơm và bên này là những cái chế độ của nó. Đấy, chế độ nấu cơm, chế độ hẹn giờ. Riêng cái những cái dòng mặt kính phun chức năng này nó mới có. Đó, dòng đây ở đây là lò nướng nhé. Đây là lò nướng. Cái lò nướng. Cái lò nướng nhà em đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Tất cả hầu như là đã vệ sinh sạch sẽ hết cho các bác. Tất cả gần như là đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác hết. Này. Lò nướng của nó sạch sẽ. Lò nướng của nó sạch sẽ luôn nhé.
tức là các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, còn em đã giới thiệu rất video rõ ràng, rất chi tiết. Đấy, các bác kiểm tra hàng đúng như video nhà em quảng cáo, các bác có thể lưu lại cái video đó và các bác kiểm tra đúng như cái hàng, ví dụ là các bác đặt con bếp ga nào là em gửi bếp ga đó. Đó, thì các bác xem kỹ video giúp em, trừ khi là nó bể vỡ thì chịu, chứ còn thường thường mặt kính này thì không có một cái nào có thể chê được. Đây, lò nướng họng, lò nướng các thứ của nó cực kỳ sạch sẽ luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã G40 nhé. Con này đời của nó thì là đời 2020. Đấy, đời 2020 nhé các bác nhé. Nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái luôn. Được G40. G40 này. Con này bên em có mức giá là 2.500.000. G40 2.500.000 đồng và bên em bao ship luôn. Đấy, bếp ga bật là cháy lửa xanh đét. Bật là cháy lửa xanh đét luôn nhé. G40. Một cái mã bếp ga tiếp theo. Con này thì hàng của Paloma. Hàng của Paloma. Bếp của cái dòng Paloma này thì toàn bộ là bếp đồng. Đấy, con nào mà bếp nhôm thì em sẽ giới thiệu là bếp nhôm nhé. Bếp đồng. Hàng ok luôn. Đó. Lắp pin vào cho bác để test luôn. Lắp pin với lắp ga và để test cho các bác luôn. Lúc đầu tiên khi bác nhận bếp nhé, là lúc nào cũng thế, thì bật các bác sẽ phải giữ trong vòng khoảng tầm 2 đến 3 giây thì là được. Đấy, và đây là các bác chỉnh ga này. Đấy. Đấy, còn tắt đi bận sau nhưng các bác vặn nhẹ là được. Vặn nhẹ là được. Đấy, rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò. Hàng của Paloma. Lò nướng thì sạch sẽ. Tất cả lò nướng thì đều sạch sẽ luôn. Này, bên trong lò nướng này cũng vệ sinh cực kỳ sạch sẽ cho các bác có thể nhìn thấy. Đó. Con này cũng có nút 3S này, con này cũng có nút 3S. Đời của con này là đời 2021. Đời 2021 nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Bên trên của nó đây. Đó, rất là sạch sẽ. Bếp đồng nhé. Và quên mất không lẽ không giới thiệu cho các bác. Cảm biến chống cháy nồi nhé. Cảm biến chống cháy nồi. Cảm biến chống cháy nồi này. Cho các bác này. Hàng đẹp luôn. Bật nhẹ là lên. Tiết kiệm ga, nhưng khi các bác đun ga cái dòng những cái dòng này thì nó sẽ tiết kiệm ga đến 40%, 3 đến 40% so với những cái dòng bếp ga thông thường của các bác đang sử dụng. Đấy. Các bác lên ở đây kích thước của con này luôn. À, 55,7 nhân với lại 39. Chiều sâu của nó sẽ là 17,5. Mã này thì các bác lên cho em mã này là mã D41. Bếp ga thì số lượng đợt này nó về nó dọn xong chưa được nhiều. Đấy, đầu năm cũng chưa được nhiều hàng nhưng mà hàng này rất là đẹp luôn. Bếp đồng mà vàng óng này thì các bác yên tâm rồi. Đấy, nóng. D à đâu? Ở G41 cho em xin lỗi. G41. Ờ 2.050.000. 2.050.000 đồng một cái mã G41. Bếp ga. Đấy, bếp ga mặt men. Mặt này mặt men nhé. Mặt men luôn cho các bác này. Các bác nào về sử dụng cái dòng này rất là ok. Một cái mã bếp ga tiếp theo. Một con Paloma mặt men nữa, quên. Tất cả bên nhà em bắn lưới chống chuột nhé. Tất cả sẽ tặng kèm lưới chống chuột cho các bác luôn. Lưới chống chuột inox luôn. Đấy, các bác bắn thấy bạn em bắn này, nó cũng rất là đẹp. Đấy, cũng không phải là khen mèo giấy đuôi đâu, nhưng mà nó cũng rất là ok. Đấy, nó rất là ok luôn. Đây, một con bếp ga mặt men. Vặn nhẹ là lên này. Vặn nhẹ là lên luôn. Đấy, cứ vặn nhẹ là lên. Ga rất là xanh, rất là đẹp luôn. Cảm biến chống cháy nồi. Cảm biến chống cháy nồi luôn, đầy đủ. Nhân với lại 39. Chiều sâu của nó là 17,5. Đời của nó là đời 21. Giá tiền của nó sẽ là 2.050.000. Các bác lên cho em mã này, mã G42. Đời 2021 nhé các bác nhé. G42. 2.050.000. Tất cả bếp ga mặt men hay mặt kính thì đều tặng kèm theo đó là lưới chống chuột cho các bác hết. Tất cả mặt men hay mặt kính đều tặng kèm lưới chống chuột. Xịn sò luôn. Một con tiếp theo. Con này thì lại là mặt kính. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, hàng đẹp không nứt vỡ.
Hàng đẹp không nứt vỡ luôn này. Con này thì khi các bác nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái luôn. Ở đây có này, thấu cơm này, hẹn giờ này, nhiệt độ này. Đó, chỉnh ga nhỏ to này. Đấy, và chế độ nấu cơm các bác ấn vào đây, xong. Rất là ok luôn. Đấy, lò nướng các thứ đầy đủ nhé. Bật nhẹ bếp là lên. Bếp thì có hai cái cảm biến chống cháy. Bếp thì có hai cảm biến chống cháy cho các bác. Kích thước của nó này. 59 nhân với lại 41,5. Chiều sâu con này 18. Hàng đẹp luôn nhé. Vệ sinh sạch sẽ. Hàng đẹp và vệ sinh sạch sẽ cho các bác luôn. Đó. Mặt kính không bể vỡ. Đấy, hàng thì các bác yên tâm là đúng như nhà em quảng cáo. Quảng cáo như nào thì đúng như vậy. Đây, khay lò nướng của nó sạch sẽ. Tất cả đều vệ sinh sạch sẽ luôn. Bên trong của nó này cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đời của con này là đời 2020. Đời 2020, hàng đẹp sạch sẽ. Các bác chỉ việc về cắm ga vào là dùng thôi. À, các bác lên cho em mã này là mã G43. G43. 2.500.000. Bao ship cho các bác cái mã G43 này. G43 40 41 42 43. G43 2.500.000 vào bên em bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo. Một con Paloma tiếp. Kích thước 56 nhân với lại 39. Sâu 18. Lắp pin vào để test ga cho các bác luôn. Khi các bác nhận hàng thì sẽ được tặng kèm đó một lưới chống chuột và pin. Sẽ được tặng kèm theo lưới chống chuột và pin nhé. Đấy, thì lúc nào cũng thế. Các bác lắp pin vào thì các bác sẽ giữ khoảng 2 đến 3 giây cho em. Là lúc đầu tiên. Đấy. Còn xong rồi nhé, các bác tắt đi này. Mặn cái là lên này. Mặn cái là lên này. Ga xanh đẹp. Ga xanh và đẹp luôn nhé. Hàng xịn sò luôn, mặt của nó ok luôn. Đấy, kích thước em đã đo rồi. Lò nướng thì các bác yên tâm một điều, đó là lò nướng sạch sẽ. Lò nướng vệ sinh sạch sẽ nhé. Nên là sử dụng tốt luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Con này thì đời của nó là đời 2021. À, con này thì các bác lên cho em mã này là mã D44. D44. À, G44 em xin lỗi. G44. G44. 2.050.000. Bao ship luôn toàn quốc cho các bác luôn nhé. G44 2.050.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu, một số những cái dòng sản phẩm bên nhà em. Quý cô bác anh chị ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.